shipper giao hàng mà gục ngã luôn á. Giao hàng siêu thị buồn ngủ quá bà con, mà chở đóng hàng nó giao thấy đuối. Rồi đây là công viên Chi Lăng, hồi xưa ở đây có cái building nè. Đây là hồi đó là nhà sách Xuân Thu, tiệm bánh Ivan. Hồi đó có lối đi vào rạp Eden nữa. Kia là nhà hát thành phố. Bây giờ ở Sài Gòn này á, mà để có đẳng cấp mà để tổ chức được những buổi hòa nhạc á, là chỉ có nhà hát thành phố thôi nha bà con. Ở thành phố mình chưa có một cái gọi là một cái nhà hát mà gọi là mang tầm mà gọi là đẳng cấp quốc tế mà xịn sò đó, chưa có. À, đây là Air France, hồi xưa là hãng vé máy bay Pháp á, giờ cũng vậy. Roda đóng cửa luôn nè, thế quá chịu không nổi mà giá cao quá, xuất giá thôi mặt bằng cao. Đây đường Đông Du, hồi xưa là Thái Lập Thành. Con đường Đồng Khởi này nè bà con, hồi xưa là nhiều nhà may lắm. Ta mới còn nhớ hồi xưa nhiều nhà may lắm. Hồi đó nổi tiếng nhất cái thập niên 80 bà con bác biết là nhà may gì phải không? Nhà may Cao Minh. Trời ơi, khoảng năm 90 á, ba mẹ còn nhớ đó. Trên cái đài truyền hình đó, quảng cáo nhà may Cao Minh Tân đó. Hồi xưa là trên truyền hình toàn là quảng cáo, toàn là may vét tâm không. Ba mẹ còn nhớ là vậy á, khoảng năm 90 á. Gì đâu mà ôi trời đất ơi, mỗi lần mở lên là cái chương trình quảng cáo nó nhảy ra cái là mấy cái thương hiệu may, nhà may. Đường này đường Ngô Đức Kế nè. Rồi chúng ta ra đường Nguyễn Huệ. Đường này một thời ba mươi cầu đá banh ở đây nè bà con. Sáng nào 4:30 ba mươi cầu chạy ra đây đá banh. Hồi đó có hai cái nơi ba mươi cầu thường hay đá. Hồi đó không hiểu làm sao chứ ba mươi cầu xiên lắm bà con. Một là đá ở Đài Liệt Sĩ quận 4 á. Còn thôi là chạy bộ ra đây đá banh ở đây. Ở đây nhiều nhóm đá lắm, kéo dài luôn trên kia. Rồi đá banh xong đó, rồi lúc đó có tiền đó, thì sẽ nếu mà thắng nha, gom tiền. Tại vì hồi xưa đá banh ở đây đá banh ăn tiền mà chứ không có đá banh chơi bà con. À, nếu mà có thắng rồi đó, à, có tiền rồi đó là xin thưa bà con bắt đi uống sữa đậu nành. Trời ơi bà con bắt thử tưởng tượng 5-6 sáng mà uống ly sữa đậu nành nóng nó đã lắm. Mà đó ra đây đá banh dữ lắm. Đây là Oscar Sài Gòn. Rồi đó dân quận 4 mà đi đá banh á, lâu lâu cái thiếu tiền chung cái là quýnh lộn xù. Giả sử mà mình chơi mình thua cái không muốn chung tiền cái bộ cái mày ăn gian á, quýnh lộn, kéo nhau quýnh lộn xù. Thành phố đang có lễ hội nước mắm.
không biết buổi tối có đông không, để bữa nào buổi tối mình chạy ra đây chứ ba mẹ cậu thấy không có gì đông lắm. Cái này là dựng lên đi hạ xuống đây trời. Chuẩn bị có lễ hội nữa nè bà con. Hôm bữa trước mình mới có lễ hội gì phải không? Không biết bây giờ đây là dân đưa lên hay hạ xuống đây. Hình như hôm qua ba mẹ cậu đi không thấy. Vậy là đây là chuẩn bị họ đưa dựng lên nữa nè bà con. Trời ơi, ba mẹ cậu nói hả? Cái khu trung tâm này nó chứ bày ra dọn vô, xong bày ra dọn vô miết luôn bà con. Mấy công nhân này họ bưng lên rồi họ dọn xuống, cái 2 ngày sau họ bưng ra họ dọn lên lại. Đúng nghĩa là tạo công ăn việc làm luôn. Bà con có thấy không, dựng mấy cái này đâu phải là một sớm một chiều bà con. Dựng mấy ngày mới xong đó. Rồi tổ chức lễ hội 2-3 ngày, xong cái hạ xuống cũng phải 2-3 ngày. Rồi xong 2-3 ngày sau cái bưng lên lại y chang. Nè, cũng cái cầu này nè, đó để đó. Trời ơi, bà con bác thấy không? Mình đi đúng lần là giống như mình đang đi vượt đèn đỏ mà con. À, bà mày còn có cảm giác như mình đi vượt đèn đỏ vậy đó. Nhưng mà lúc mà đường nó vắng mình qua cái là mình đúng nghĩa mình vượt đèn đỏ đó. Đây là ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Lê Lợi. Hồi xưa là Công Lý với Lê Lợi. Hồi xưa đây là thương xá Tam Đa nè, Phúc Lộc Thọ đó. Cho nên sau này ở bên Cali á, có một cái thương xá Phúc Lộc Thọ đó bà con. Không biết bà con cô bác có biết không, bên đó có một cái thương xá Phúc Lộc Thọ. Đường này đường Lê Thánh Tôn. Ở đây có cái phòng trà nè, không tên, hồi xưa là rạp Lê Lợi. Rồi đường này đường Phan Bội Châu nè. Đường này đường Lưu Văn Lan nè. Hồi xưa là Tạ Thu Thâu đó, hôm nay bà mình cậu đi ngược lại đó, cho bà con bác xem. Đây là nhà hàng Thanh Thế.
đây là cửa nam chợ Bến Thành. Nơi đây hồi xưa có cái cây cầu bắc qua. Ở đây có cái bùng binh Quách Thị Trang. Đây là cái cổng nữa. Bà con bắt từ đây, bà con bắt thấy nhìn vào bên trong chợ. Giải chạy đêm quận nhất 11 đến 13 tháng 10. Bên trong chợ bán hàng thấy cũng không quá đông lắm, hôm nay chưa có khách du lịch. Chắc có lẽ là trời còn sớm. Đây là đường Phan Chu Trinh. Cũng có những cái đoàn khách du lịch họ tự họ đi nè. Lưa thưa bà con. Trời ơi, ẩm còn đi xin tiền. Hình như là ba Miguel thấy là ở đây họ có một sự chia ca nhau bà con. Có một ngày ba Miguel thấy có mấy cái ông mà cục tai ông ra ông xin. Rồi qua ngày hôm sau thì ba Miguel thấy để đổi người mới ẩm con nhỏ. Rồi ngày hôm tới nữa hình như là giống như là địa bàn được chia ca ra luân phiên đó bà con. Chứ không phải là một người mà đứng cố định nha bà con. Khu này là khu phố Mã Lai nè. Bún mọc Thanh Mai. Hôm qua ba mẹ cậu mới ăn bún mọc xong. Hôm qua ba mẹ cậu ăn bún mọc cầu Bà Tàng. Rẻ cực kỳ rẻ luôn, rẻ gấp đôi cái bún mọc Thanh Mai nè. Mà ngon lắm. Có 30 ngàn tô à. Oh, rẻ cực kỳ rẻ. Ở đây là đường Nguyễn Trãi nè bà con, hồi xưa là đường Võ Tánh. Trời ơi, video này tự nhiên ba Miguel lo ra rồi đó. Ba Miguel nãy giờ ba Miguel không có nói gì hết á. Anh hùng chính chủ. Đang suy nghĩ công việc.
Rồi ở đây hết đường Võ Tánh rồi nè. Đây là đường Nguyễn Nhân Cừ nè. Hồi xưa là đường Cộng Hòa. Bà con của bác nãy giờ biết ba Michael đang suy nghĩ cái gì không? Hôm qua ba Michael mua